bè cá Bảy Bon, một trong những bè cá du lịch nằm giữa sông Hậu, cạnh Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nơi đây khiến du khách thích thú bởi hàng trăm ngàn con cá mê rổ thì nhau bắn nước săn mồi. Đây là loài cá khá đặc biệt, có thể sống trong cả môi trường nước ngọt và nước mặn. Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, cá mê rổ sống trong tự nhiên không còn nhiều. Loài cá này có hình dáng tương tự như cá rô biển, nhưng đầu dài và miệng nhỏ, hai mắt sáng màu vàng nhạt. Về cá mê rũ màu bạc lấp lánh, lưng và đuôi vàng nhạt, trên thân điểm lấm tấm những chấm tròn màu đen rất đẹp mắt. Loài cá này chủ yếu sống nơi tầng nước mặt, thích bơi ngược dòng, nơi nước chảy mạnh. Chú là mới vớt vô, chú mới bỏ vô để là à, cho khách tham quan về cái tập tính săn mồi của con cá này nó cũng rất là độc đáo, mà nó cũng là rất là lẹ, mà con cá này ăn cũng rất là ngon. Đặc điểm thú vị nhất của cá mê rổ là chúng sở hữu cái miệng có cấu tạo đặc biệt, có thể tạo ra áp suất lớn để phun những tia nước mạnh và xa lên tới 2 mét với độ chính xác cực cao. Từ khả năng thi phú đó, cá mê rổ có thể bắt mồi bằng cách phun nước vào côn trùng và động vật nhỏ trên cây rơi xuống nước. Về 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 Cần Thơ thì chú đi nhiều lần rồi. Nhưng mà cái địa điểm nuôi cá này để giới thiệu quảng bá về cái cá này là lần đầu tiên. Rất nhiều loại cá rất hay mà có những cái loại cá mà lần đầu tiên chú được 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 được, được biết, đó là cái loại cá cá bắn, cá bắn và cá nhảy đớp mồi. Ngoài biệt tài thiện xạ, cá mê rổ còn có khả năng nhảy lên khỏi mặt nước với khoảng cách gấp từ 5 đến 7 lần chiều dài của cơ thể để đớp những con mồi trên không. Chính vì những biệt tài có 102 mà cá mê rổ gây được nhiều sự chú ý của du khách khi đến với du lịch Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ.